Mẹ Bảo Ngọc xuống tóc, khóc 7 tiếng ngày vì con gái. Hoa hậu Nhí Tiểu Tụy lên sóng truyền hình. Mọi người vu khống cho em là em đi hại một cái chị nào đó, hoặc là em làm một em có những hành động không tốt đối với những người lớn, thì thật ra là em không có. Nhưng phản ứng bà trùm hoa hậu lại được quan tâm. Câu chuyện drama xoay quanh Hoa hậu Nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc dường như vẫn chưa có hồi kết khi mỗi ngày lại thêm tình tiết mới. Sau lời đính chính của con gái về những thông tin sai lệch, mẹ của Bảo Ngọc còn xuống tóc để chứng minh rằng con gái đang nói sự thật. Bà Trần Kiều Oanh, mẹ của Bảo Ngọc, cho biết bà không thể tin được khi chứng kiến gia đình bị tấn công dồn dập từ nhiều phía. Không chỉ trên mạng xã hội, mẹ con bà còn bị kỳ thị và bị tiếng xấu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bà Kiều Oanh chia sẻ, ngày 8 tiếng, hai mẹ con khóc tới 7 tiếng. Bảo Ngọc đã từng có lần nghĩ quẩn, nhảy qua cửa sổ chung cư, may mắn tôi kịp kéo lại. Khi đó, chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc. Những lời kể của bà Kiều Oanh khiến người nghe không khỏi xót xa. Bảo Ngọc đã tỏ ra hoảng sợ và hoang mang khi trở thành nạn nhân của sự tiêu cực trên mạng xã hội. Cô bé cho biết con gần như bị cô lập, có thể khóc bất cứ lúc nào, đồng thời có hành vi mất kiểm soát như la hét, thậm chí tự làm tổn thương bản thân và từng hai lần nghĩ tới việc kết thúc cuộc sống vì khủng hoảng. Bảo Ngọc cũng chia sẻ rằng cô đã phải nghỉ học hơn một tháng trở lại đây và không hiểu vì sao mình lại đột ngột nằm ở tâm điểm của sự chỉ trích như thế. Sau khi mẹ của Bảo Ngọc xuống tóc, Thơ Nguyễn Người được cho là khởi nguồn của câu chuyện còn đăng một đoạn clip ẩn ý với bộ tóc giả của cô với các caption ai tóc quá ngắn thì nhắn tin để cô cho mượn đội đỡ đón Tết. Bên dưới bình luận thì không hẹn mà gặp ai cũng nghĩ là cô đang khịa mẹ con Bảo Ngọc. Một người nữa cũng được quan tâm mong là sẽ lên tiếng trong drama này chính là bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung. Lê Huỳnh Bảo Ngọc được biết đến là con gái nuôi được bà Phạm Kim Dung vô cùng cưng chiều. Tôi Bảo Ngọc, hai mẹ con ngồi cắt cái thềm mà đi lâu đó phải không? Con xài đâu không? Dạ xài. Và nhiều người dự đoán nếu sau này thi một trong những cuộc thi nhan sắc của Sen Vàng thì chắc chắn sẽ được đội Vương Miện. Nhưng trước những ồn ào về thái độ của con gái, dì Dung vẫn không thấy có động tĩnh gì mà chỉ tập trung cho cuộc thi Hoa hậu mà dì Dung sắp tổ chức. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn video kể về thời gian làm việc chung với một bạn diễn viên nhí của một nữ YouTuber nổi tiếng. Ở một môi trường làm việc và chị không lên tiếng, chị không nói ra, chị để im. Nhỡ đâu người ta sẽ đi bắt nạt những người khác thì sao? Vậy nếu như bạn nào đó đang bị bắt nạt ở một môi trường nào đó, hãy mạnh dạn lên tiếng vì các em và vì những người khác. Trong video này, nữ YouTuber đã chỉ trích nữ diễn viên nhí này với những hành động và thái độ không tốt. Mặc dù không tiết lộ tên của đối tác, nhiều người cho rằng đó là Bảo Ngọc và bắt đầu tấn công cô bé bằng nhiều cách khác nhau. Câu chuyện của gia đình bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc gợi lên những suy ngẫm về tình trạng tính tiêu cực trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là đối với những nạn nhân trẻ tuổi. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp phòng chống và bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Mong rằng câu chuyện của Bảo Ngọc và gia đình sẽ góp phần tạo ra sự nhận thức và sự chú ý đối với vấn đề này, từ đó xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người trên Internet. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!